Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh này mang vào phụ kiện nhá. Hôm nay giới thiệu bên này anh em bộ quần áo bắt ong rừng, bắt ong mùa đất loại cao cấp nhá, năm mùa 2018 đây. Các bạn thì cái này là vẫn là bộ cao cấp như năm ngoái, nhưng mà giới thiệu lại với anh em nhá, hàng có mới về đây. Đây quay lại các bác xem. Các bác lưu ý này, đây là cái bộ quần áo bắt ong rừng mà loại cao cấp nhất hiện nay. Cân nặng của cả bộ này ấy, nó là 4,5 cân hoặc là 4,6 cân hay 4,7 cân tùy từng cái size. Thế còn bên này ấy, là cái bộ này là bộ bình dân hơn. À, bộ này bộ bình dân hơn. Em quay được. Hôm nay ấy, thì tôi sẽ giới thiệu kỹ cho các bác cái loại cao cấp này. Thế còn cái bộ bình dân này để clip khác tôi giới thiệu kỹ thêm. Đây trước mắt là bộ quần áo cao cấp này nhá. Bao gồm những phụ kiện đi theo. Đầu tiên là một chiếc mũ bảo hộ nhá, chiếc mũ bảo hộ. Năm nay ấy, thì nó làm thêm cái màu đỏ hoặc là màu vàng. Đây có cả màu vàng ở đây. Thì màu vàng hay màu đỏ thì nó không khác gì nhau nhá. Không khác gì về chất lượng, nó chỉ khác về màu thôi. Đấy nhá. Tiếp theo là cái kính. Cái kính chống ong đái nhá. Kính chống ong đái này. Đấy, kính chống ong đái. Một cái mặt nạ khẩu trang mà theo kiểu như là mặt nạ chống độc ấy. Một số các bác đi làm ong cây ấy, là nó đái rất là nhiều. Và các bác phải đeo cái này vào để bảo hộ. Nhiều khi là nó không hít vào nước đái của ong. Hít vào nước đái của ong là nhiều khi nó sẽ bị sặc luôn nhá các bác nhá. Đấy. Đây là mặt nạ chống độc, mặt khẩu trang theo kiểu như mặt nạ chống độc này. Và một chiếc găng tay cao su mỏng nhá, găng tay cao su mỏng. Cái loại này ấy, thì để cho các bác mà đi bắt ong đất ấy, ong bạc trán đấy nhá. Ong bạc trán thì cần phải bổ sung thêm cái đôi găng tay này nữa, chứ không là nó không đảm bảo an toàn. Tại vì các bác chơi ong cũng biết rằng là cái ong bạc trán là nó quá là nguy hiểm nhá. Khi các bác dùng cái này thì các bác dùng thêm cái găng tay mỏng này, xong mới mặc bộ này vào. Thế đây là những cái phụ kiện đi theo. Các bác lưu ý kỹ nhá. Khi làm ong cây, bao ong ngổ giờ ấy, thì các bác để ý cái kính và khẩu trang để tránh ong đái. Thế còn cái mũ này nhé, cái mũ này các bác tuyệt đối là phải đội nhé. Một số các bác không để ý là không đội cái này là rất nguy hiểm nhé. Đây, cái này thì các bác rạch ra, cài vào, phải đội cái mũ này vào thì nó mới đảm bảo an toàn được nhá. Sau tôi sẽ giải thích kỹ cho các bác nắm được, nhưng mà phải đội cái mũ này. Đây. Cái này đã sản xuất cho mình theo bộ đây rồi. Đấy. Các bác điều chỉnh cái đai, cái quai cho nó vừa vặn nhé. Đây. Bác lưu ý kỹ là phải dùng cái mũ này nhá. Đây. Thế còn đây ấy, là cái bộ chính của bộ quần áo đây. Đây là túi đựng nhá. Cái kết cấu của cái bộ này ấy, là cái bộ liền khối, có nghĩa là quần, áo, ủng và găng tay may liền một khối hết nhá các bác nhé. Tôi để sụp lên đây. Đấy. Các bác quan sát này, quần này, áo này, găng tay này và ủng này là may liền thành một khối hết. Rất nhiều lỗ thông hơi. Ở bên đùi gối là có 2 lỗ. Đây, 2 lỗ đùi gối. Phía trước ngực là 2 lỗ, 2 ô thoáng thông hơi. Không phải gần được. Đây này các bác để ý này. Cái lỗ thông hơi này ấy, nó làm rất là chắc chắn, có 3 lớp nha các bác nhé. Bác lưu ý kỹ, đây là lưới này, lưới nhựa thôi, nhưng mà nó có 3 lớp. Lưới ngoài là lớp lưới nhuyễn này. Ở giữa là lớp lưới thô hơn. Và phía trong là một lớp lưới nhuyễn nữa. Và mấy cái lớp này ấy, nó cách nhau bằng cái vòng tròn nhựa này để tạo ra cái khoảng trống để cho ong đốt nọc nó không xuyên qua được nhé. Và đây là cái ô thông chính của chiếc mặt mình để mình quan sát nhé. Cái này ấy, thì nó bằng lưới nha các bác nhé, bằng lưới nhưng mà bằng cái lưới mảnh thép này. Cái này là sợi thép này. Đấy. Và có 2 lớp, lớp trong và lớp ngoài, lớp trong lớp ngoài. 2 lớp này cũng cách nhau bằng cái vòng tròn nhựa này, độ khoảng 1 phân để tránh cái lọc nó tiếp vào trong được nhé. Đấy. Phía trên đầu Phía trên đầu thì có hai ô này, trên đầu có hai ô này, sau gáy có một ô nhá, sau gáy một ô, ở phía sau lưng thì là một ô to nhất nhá, một ô to nhất. Đấy, rất nhiều ô thoáng. Khi các bác mặc bộ quần áo bảo hộ này thì phải chấp nhận rằng nó kín, nó sẽ thoáng, nó sẽ nóng đấy, nhưng mà tương đối nhiều ô thoáng này nó đỡ hơn nhiều rồi nhá. Đây này, có một số anh em chủ quan mà không đội mũ ấy, là cái này phần này này nó mới chạm sập xuống đầu, thấp xuống, và khi anh em trèo ấy, anh em hay ngóc cái đầu lên là bắt đầu ong nó tiêm qua cái lỗ này, tiêm qua lỗ này nhá. Đấy, tiêm qua lỗ này là nó vào đầu. Thế đâm ra các bác khi mặc là phải chú ý là tuyệt đối phải đội mũ vào. Còn đây là tất cả nhá, quần, áo, găng tay, ủng, may điền một khối. Còn cái phần hở ấy, chỉ là một đường kéo khóa này này. Đây, em quay gần đây xem. Một đường kéo khóa duy nhất này này. Đó, đường kéo khóa duy nhất và có miếng dán. Cái miếng dán này ấy, là dán hết một lượt luôn, chứ không phải dán điểm nhá. Dán hết một điểm luôn, hết một lượt luôn, rất là chắc. Đấy, các bác kéo khóa ấy, khi mở ấy là kéo từ dưới lên. Khi mở kéo từ dưới lên nhá. Rồi, khi các bác mặc vào xong, các bác kéo khóa vào là đảm bảo kín tuyệt đối luôn, không bất cứ con ong con gì chui vào được nhá. Đây, em quay gần đây cho anh em xem. Các bác xem này, đây ấy, shop bán hàng trên video thực tế sản phẩm có như nào thì giới thiệu với các bác như vậy. Các bác trước khi mua sản phẩm ấy, thì mua đồng xem video kỹ để lựa chọn cho nó sáng suốt nhá, cho nó chính xác cái sản phẩm mà mình cần. Chất liệu là chất liệu bằng da, và phía ngoài này có láng một lớp nhựa thì các bác sờ vào nó cảm giác mềm mát. Da ở đây ấy, thì các bác cứ hình dung ra là nó giống như là cái da bọc vỏ yên xe máy ấy, nó rất là dày. Đây này, ong đảm bảo là đốt không xuyên qua cái chất liệu này được các bác nhé, không xuyên qua chất liệu này, kể cả ong đất, ong bạc trán. Thế còn làm thì anh em phải biết cách đấy thêm nhé. Đây, đốt là sẽ không qua. Các ô thoáng này như vậy. Cơ bản là các bác mua hàng ấy thì các bác sẽ alo trực tiếp tới số điện thoại của shop này. Shop sẽ ship hàng COD qua một cái đơn vị gọi là bưu chính Viettel nhé, bưu chính Viettel. Thì anh em bên bưu chính sẽ giao đến tận nhà cho các bác nhé. Các bác có quyền bóc ra xem và kiểm tra đúng cái bộ chất lượng như này, quy cách như này, đường may nét chỉ rất là tốt, ngay ngắn, không bị lỗi. Là khi đấy các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho anh em bưu tá luôn. Đấy, bây giờ mua hàng rất là dễ. Shop bán hàng cũng trên quan điểm là hàng thực tế như này, có sao giới thiệu vậy. Thì bây giờ các bác phải xem cho kỹ này. Cái này là cái lưới này là chất liệu thép ấy. Đấy nhá. Thế còn những cái ô khác là chất liệu bằng nhựa, chỉ có cái trước mặt mình là bằng thép thôi. Chỉ có trước mặt là bằng thép thôi. Đấy, mà màu này thì anh em vẫn gọi là cái màu rèn di, rất là dày nhé. Và size số thì những cái bộ này sẽ có mấy size cho anh em lựa chọn, đó là 42, 43 và 44. Thì bình thường thì sẽ mặc cái bộ 42 hoặc là 43 nhé. Thế đây tôi sẽ nhờ một cái bạn người mẫu của nhà mình mặc thử cho các bác xem nhé. Bộ này là bộ số 43 này. Bạn nhà mình là cao 1m73. Thì bây giờ bạn sẽ mặc thử vào cho các bác nhìn nhá. Đây, em mặc đi. Đấy, đấy. Đây. Đây, các bác kiếm đến một cái thế nào cao, các bác ngồi lên. Xong bắt đầu xỏ chân vào cho nó thoải mái. Đây. Đây. Em đổi mũ vào đi. Người mẫu này thì 1m73 nhưng mà này có 50 mấy cân thôi, hơi gầy một chút. Các bác lưu ý nhá, đây là cái quần áo bảo hộ thì khi các bác mặc vào ấy nó phải rộng rãi, thoải mái, chứ nó không có vừa khít như là cái quần áo thời trang đâu nhá. Và thứ hai nữa là anh em có nhu cầu là thường xuyên là bắt ong cây phải leo trèo, thì càng rộng rãi bao nhiêu ấy thì leo trèo càng tốt bấy nhiêu. Đấy. Đấy nhỉ? Em ra em đỡ cho ấy để kéo khóa. Cái này thì nó sẽ rất là nặng, các bác mặc thì nên có hai người để thao tác cho nó dễ. Đấy, và đưa tay vào, đưa tay vào. Rồi lưu ý kỹ giúp tôi nhá, là các bác phải đội mũ bảo hộ đấy, đội mũ bảo hộ vào, đội mũ bảo hộ vào này và chụp mũ đây. Khi đội mũ bảo hộ lên như vậy ấy, thì nó giúp là bảo vệ cái đấy phía trên đầu của mình này, và giúp cho cái ô thoáng trước mặt mình nó nằm đúng tâm của giữa mặt để cho quan sát cho nó dễ. Thế còn anh em làm dưới đất thì có thể là không cần kính chống ong đá, còn anh em làm trên cây phải lưu ý là đeo thêm kính nhá, đeo thêm kính và có khẩu trang kiểu mặt nạ chống độc nữa đấy. Đây nhá, đây đấy các bác này, cái yếu tố quan trọng nhất đấy là cái yếu tố mà nó thoải mái rộng rãi. Em giơ tay cao lên hết cỡ nào đấy. Như này nhá, 1m7 thì mặc bộ số 43 thì các bác mới giơ tay lên được, thì khi đấy mới trèo được nhá, chứ còn không thì là nó sẽ bị căng cái đách này không giơ ở đâu. Và các bác lưu ý cái bộ 41 đấy, anh em mà chưa được 1m60 luôn mặc cũng không được đấy. Thế còn chiều rộng ấy thì nó sẽ rộng rãi thoải mái cho các bác hoạt động. Đây các bác lưu ý này, ô thoáng trước ngực này, cái miếng dán này là dán hết cỡ này luôn, hết một đường dài luôn, đảm bảo là an toàn đấy các bác nhá. Đây, ủng cái này thì các bác phải chấp nhận là đôi ủng theo kiểu cứng, trèo nó sẽ hơi khó một chút, thì mình vừa trèo vừa nựa nhá. Đây đấy, nhiều ô thoáng rất là thoáng này, giơ tay lên đi đấy, thoải mái cho các bác trèo. Còn các bác mà chọn cái bộ mà nhỏ thì trèo rất là khó đấy nhá. Đây các bác quan sát này, ủng găng tay liền khối nhá. Đây. Rồi cái này đủ để đảm bảo an toàn cho các bác thao tác tất cả các loại ong nhé. Đây rất là kỹ càng này. Rồi em cởi ra đi Khánh ơi, giúp em tháo cái khóa ra. Cái bộ này là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bác đi khai thác ong, cả ong đất hay là ong bò vẽ, ong bầu rời gì nhá, đều tốt cả nhá. Ở đây là cái mẫu này là cái mẫu bộ quần áo cao cấp nhất nhá, cao cấp nhất. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với lại số điện thoại của shop đây, shop Tân Ánh nhá, chuyên bán loa, bẫy chim và các phụ kiện với các đầu số điện thoại này đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Các bác lưu ý là các bác mua hàng là không cần phải đặt cọc trước, alo cung cấp thông tin họ tên địa chỉ là shop sẽ ship hàng COD về tới nhà để các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thế đây là cái gói hàng mà thực tế khi shop đã đóng gói đây các bạn này. Đấy, nó có thành gói như này và vận chuyển qua bên bưu chính Viettel nha các bác nhé. Cả một cái bộ như này nó là 4,5 cân. Đây bộ này là bộ số 43. Đấy. Rồi các bác có nhu cầu thì cô nào alo trực tiếp nhá. Các bác alo trực tiếp cho nó nhanh để đảm bảo tôi thành công nhanh nhá. Ship hàng lên toàn quốc, anh em ở tất cả các tỉnh thành đều mua được nhá. Đây là cái bộ cao cấp nhất. Các bác mua hàng thì xem kỹ video nhé để thấy được nó như thế nào. Còn các bác khi mua thì các bác vui lòng cho thông số về chiều cao và cân nặng thì shop sẽ lựa cái bộ size số cho phù hợp với các bác nhá. Đây, chất liệu là chất liệu da rất là tốt, đảm bảo trong bắt tất cả các loại ong. Rồi xin cảm ơn các bác đã ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua. Từ sáng giờ là về được 10 mấy 20 bộ rồi, xe đã về không kịp, giờ chỉ còn có mấy bộ thôi. Các bác nhanh tay alo đặt hàng nhá. Rồi xin chào các bác.